huyền tinh hay bạch tinh, thuộc họ rau gùm. Mới trông qua, lá huyền tinh giống lá khoai nưa nên còn gọi là nưa. Cây mọc hoang một số nơi từ Mũi Né, Bình Thuận đến Vũng Tàu, Thủ Đức cho đến núi Cấm, An Giang. Cây cùng được trồng để lấy củ, củ nặng tới 600 gram, thịt màu trắng, dùng chế bột. Củ huyền tinh là loại củ có hàm lượng tinh bột khá cao và sở hữu những đặc tính hóa lý tốt hơn nhiều so với các loại tinh bột thương mại trên thị trường. Bột huyền có tính chất trương nở nên giúp no lâu, có tác dụng hỗ trợ giảm cân. Bột huyền tinh có chỉ số glycemic thấp, rất thích hợp cho người bệnh tiểu đường. Củ có tiềm năng làm rượu, hoa dùng trị rắn cắn, trái dùng làm thức ăn. Củ tươi có vị đắng để điều trị dạ dày. Dân gian dùng bột củ quấy sống với nước sôi để nguội uống chữa đi tiểu ra máu.